Ai da, ai da, ai da, ai da. Nó chị ăn Nó đây. Hay mồi. Nó, mồi chứ nó chạy sau này, phải tiếp này. Anh quay được nó. Có chứ, nhìn thấy rồi. Để chía con này nhìn thấy rõ này. Đá đấy. Bản đuôi lúc nào nó to to này. Con này căng xòe mà em nhìn dưới nhìn màn hình tiếp. Hôm nay là đéo, nếu mà suýt phần mày đéo có chạch nữa. Cảnh thế đấy có đẹp không hả? Đẹp, thấy đẹp. Đéo có câu là sàng. Xuống đây. Nó nghiêng các kiểu rồi. Đứng chơi lấy sút thì không được đẹp lắm bằng chỗ dưới. Chơi lại như thế, con kia chỉ trực bổ không. Ấy, trẻ đấy, đừng trẻ đấy, ấy, ấy, ấy. Trẻ đấy. Xuống rồi. Này, mẹ mồi tôi mới lên, vỡ ba mồi đi. Bật kia xuống nhá. Xuống rồi. Cúi cúi đi kia mà. Đấy, giờ nó hót lên giật 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 như vậy nhỉ. Con này chơi cũng gần như kiểu ở con ở trên đoàn sáng đấy. Đứng tụt xuống một tí nữa là sút đẹp. Hôm nay đứng đúng thùng cái trời á hẳn. Ý, mấy lần này còn đang sắp sút rồi đấy. Sắp, sắp ý đi. Chết nhá. Mẹ mày. Cả ông người xem clip của Vũ Khánh Linh.